Đường sang đèo ba, ra xong ấy. Cảm nhận đầu tiên của tôi khi được biết bước chân đến huyện đảo là con người đây rất là thân thiện, và được sự giúp đỡ của ban lãnh đạo của huyện ủy thì chúng tôi đã tổ chức được rất nhiều các hoạt động song hành cùng với những cái hoạt động Trung thu yêu thương ở đây. Qua những cái hoạt động đó thì chúng tôi mới hiểu được hơn về con người và chiến sĩ cũng lịch sử của mảnh đất này. Chúng tôi đã tham gia cùng các chiến sĩ dọn rác ở trên bãi biển này, hoạt động trồng cây tại nghĩa trang liệt sĩ. Và qua 2 ngày ở đây thì chúng tôi thấy là cái nơi đây vẫn còn rất là nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, điện và nước. Và là một mạnh thường quân tham gia đóng góp cho chương trình này, tôi rất là mong muốn những cái thông điệp của chúng tôi được gửi tới các mạnh thường quân khác, và mong huyện đảo sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người trong thời gian tới. Cắt hết đầu cắt ngoài nhá. Mình dạy học ở đây đã hơn 20 năm rồi. Hôm nay toàn đảo rất là vui mừng. Đoàn thiện nguyện Cao Linh và đoàn thiện nguyện Hải Đăng đã ra tổ chức một đêm Trung thu cho bà con nhân dân huyện đảo cũng như là các em học sinh trường tiểu học Bạch Đông Mỹ. Mình cũng là một trong những giáo viên cũng như là một công dân trên đảo, rất là cảm ơn đoàn thiện nguyện, rất là vui mừng và hạnh phúc khi đoàn thiện nguyện gian đây không những mang đến tình yêu thương đến bà con mà còn mang truyền cảm hứng cho bà con, động viên bà con bằng cách cắt tóc cho từng em nhỏ, rồi cắt tóc cho những phụ huynh cũng như những thanh niên ở đây.